bạn nha. Mẹ bé đi xem các chú rửa xe đường nằm nha. Xe nằm đang rửa đâu con? Đây. Wow, xe nằm đang rửa đây. Đó, rửa xe đó. Các chị đây đây coi chú rửa xe nè. Wow, đóng cửa rồi. Đó. Anh quay cháu đi xem rửa xe đi. Cháu bắt chân tiếp phương luôn. Đó, thấy chưa? Cách rửa xe chưa? Rửa xe chuyên nghiệp chưa? Mạnh nhờ, xuống bắn mạnh nhờ. Còn mạnh. Anh quay cháu đi rửa xe, xem một clip. Quay cho cháu đi xem rửa xe. Đấy, chú đang rửa cái gì đấy nhờ? Và rửa cái gương đúng không? Đó, rửa cả cái lọc kính đó. À, cái gạt mưa đó. Gạt mưa mà lôi nó ra nó không gãy nhờ. Tí nữa chú xếp lên nhá. Đi đây xem chú rửa tiếp bên hông này. Đây đây. Wow. Đấy. Mẹ biết rửa xe chưa? Rửa xe phải làm như thế nào. Đó. Bạn Ben bạn đi xem rửa xe chừng nào. Hôm sau Ben rửa xe cho ba nha. Rửa máy cho ba nha. Wow, rửa rất sạch luôn. Thích nhờ. À, có biết người ta bôi cái gì đó lên không? Ừ. Bôi cái gì lên xe bẩn không? Ừ. Màu trắng không? Không phải. Bác có vừa lau cái gì lên đó biết không? Phòng phòng. À, lau xà phòng lên cho cái xe nó sạch đúng không? Em đẩy, đẩy chất bẩn ra đúng không? Rồi tí nữa ta lại nước ta xịt lại cho nó sạch đúng chưa? Đấy, rửa là phải bôi xà phòng. Đây, chú đang rửa bánh kìa. Đó, rửa trong lốp xe đấy. Bé có thích làm nghề rửa xe không? Có thích đi rửa xe không con? Có. À rồi, sao rửa xe cho ba nha. Không xịt nước phăng phăng bẩn. À, chú đang lại xịt nước đấy. Chờ tí chú lại. Chú rửa sang gần đến nơi rồi đó. Đây này, đó đó, thấy chưa? Thấy rửa chú xịt nước chưa? Mẹ thấy nước bay ra chưa? Mát chưa? Bay cả vừa bay nữa. Đúng rồi. Đó, đi bão. Đó, chỗ là xịt đó. Đấy. Lùi ra đây. Wow, wow. Mưa. Đấy, chú bỏ cái kính, cái lau, cái gạt mưa vào rồi đấy. Thấy không? Vậy là cái xe sẽ được sạch đúng không con? Đó, lau xà phòng sạch đi nè, thấy chưa? Đó. Đang rửa cái gì đây? Đang rửa phần gì đây? Cái lốp trong này tối. Cái lốp có lốp quảng cáo. À, lốp quảng cáo hả? Rồi, xe sạch rồi nha. Xe sạch chưa? Xe sạch rồi đúng không? Rồi, bye bye xe ta về nhá. Rồi đi. Bên xem rửa xe như vậy rồi bên về đây. Chào các bạn nhá.